Vùng Cảnh sát Biển 4 vừa bắt giữ hai tàu vận chuyển khoảng 130.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Cụ thể, vào lúc 21 giờ 20 phút tối ngày 5 tháng 6 năm 2022, tại khu vực biển cách mép phía bắc vùng chống lấn Việt Nam Malaysia khoảng 4,5 hải lý, trong quá trình tuần tra kiểm soát, các lực lượng thuộc Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phát hiện hai tàu cá mang số hiệu TG93979TS do ông Trương Văn Phong, sinh năm 1969 làm thuyền trưởng, và tàu TG92267TS do ông Võ Văn Hoàng, sinh năm 1966 làm thuyền trưởng, có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, hai thuyền trưởng khai nhận đang vận chuyển khoảng 130.000 lít dầu DO nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, thiết lập hồ sơ ban đầu của vụ việc và niêm phong hàng hóa vi phạm, đồng thời tổ chức lực lượng dẫn giải hai phương tiện về cảng Hải đội 421 tại huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 3 giờ 30 phút sáng nay đã xảy ra vụ va chạm trên biển giữa một tàu không rõ số hiệu với tàu cá QNG91426TS của ngư dân Quảng Ngãi tại vị trí cách bờ biển Bình Dương - Thăng Bình khoảng 7 hải lý về hướng đông. Nhận được tin báo, đồn biên phòng Cửa Đại, Bộ đội biên phòng Quảng Nam đã điều 2 cano cùng 10 cán bộ chiến sĩ tham gia cứu nạn. Tích cực tìm kiếm, cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng đã vớt được 8 người, trong đó 3 người tử vong, 5 người bị thương. Tàu cá QNG91426TS do ông Trần Văn Công, trú tại xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu, trên phương tiện có 8 thuyền viên, xuất bến vào lúc 13 giờ ngày 4 tháng 6.